Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Trung Quốc cảnh báo nóng, Nga sửa khẩn cấp học thuyết hạt nhân. Nga dàn trận ở cớt, đánh sập loạt cứ điểm của Ukraine. Đồng minh Nga tập trận gần biên giới Ukraine, ông Putin cảnh báo phương Tây. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, tại diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 về an ninh quân sự, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân nhấn mạnh, xung đột càng gai gắt, chúng ta càng không thể từ bỏ đối thoại và tham vấn. Kết thúc của bất kỳ cuộc xung đột nào đều là hòa giải. Ông Đồng Quân nhấn mạnh, để giải quyết các vấn đề nóng như cuộc khủng hoảng ở Ukraine và xung đột Israel-Palestine, thúc đẩy hòa bình và đàm phán là con đường duy nhất. Ông kêu gọi tất cả các quốc gia thúc đẩy phát triển hòa bình và quản trị bao trùm. Ông Đồng Quân cho biết, Trung Quốc sẽ tăng cường quan hệ quân sự với các nước láng giềng, đồng thời khẳng định rằng các cường quốc lớn phải dẫn đầu trong việc bảo vệ an ninh toàn cầu. Ông kêu gọi các quốc gia Nam bán cầu và chỉ trích các can thiệp của phương Tây theo cách ẩn dụ. Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 11 có chủ đề: Cùng xây dựng hòa bình, cùng chia sẻ tương lai, có sự tham dự hơn 700 đại biểu là lãnh đạo bộ quốc phòng, quân đội, chuyên gia, học giả đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Diễn đàn lần này gồm 4 phiên toàn thể: Hợp tác an ninh và sự phồn vinh, ổn định của khu vực châu Á Thái Bình Dương, đa cực hóa và trật tự quốc tế đang biến đổi, Nam bán cầu và sự phát triển hòa bình của thế giới, các cơ chế quốc tế và quản trị an ninh toàn cầu cùng 8 phiên bản đặc biệt đồng thời. Ở một diễn biến khác, cựu cố vấn điện Kremlin, học giả Sergei Karaganov vừa qua nhận định, học thuyết hạt nhân của Nga cần được sửa đổi khẩn cấp để cho phép phản ứng hạt nhân đối với bất kỳ cuộc tấn công quân sự lớn nào nhằm vào đất nước. Cựu cố vấn chính sách đối ngoại cho phó tránh văn phòng tổng thống Nga nói với tờ Kommersant rằng tài liệu hiện tại là lỗi thời trầm trọng và không còn đóng vai trò là yếu tố gian đe hiệu quả nữa. Được thông qua vào năm 2020, học thuyết hạt nhân của Nga không quy định các cuộc tấn công hạt nhân phòng ngừa và chỉ dự kiến sử dụng vũ khí hạt nhân trong các trường hợp đặc biệt đối mặt với mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Theo ông Karaganov, cách tiếp cận này đã làm cho nó gần như vô dụng và thực tế đã loại trừ yếu tố gian đe hạt nhân khỏi kho vũ khí quân sự và đối ngoại của Nga. Nhà khoa học chính trị nói, chúng ta đã để tình hình xấu đi đến mức kẻ thù của chúng ta tin rằng chúng ta sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Sở hữu vũ khí hạt nhân mà không thể thuyết phục kẻ thù rằng bạn sẵn sàng sử dụng chúng là tự sát. Một chính sách gian đe hạt nhân không hiệu quả sẽ đẩy thế giới vào một loạt các cuộc chiến không thể tránh khỏi có nguy cơ biến thành chiến tranh hạt nhân và kết thúc bằng chiến tranh thế giới thứ ba. Ông nhấn mạnh, mục tiêu chính của một học thuyết nên là thuyết phục tất cả kẻ thù hiện tại và tương lai rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo hãng thông tấn TASS, Thiếu tướng Abdi Aladinov, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat, đang chiến đấu ở Kursk cho biết, các lực lượng Nga vừa qua đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine, đồng thời loại bỏ nhiều nhóm binh sĩ và thiết bị tại hơn 10 điểm ở Kursk. Cũng theo ông Alaudinov, các lực lượng Ukraine đang phải hứng chịu tổn thất nặng nề và bắt đầu nhận ra rằng việc tiến vào Kursk sẽ không dễ dàng. Đây là tín hiệu cho thấy Nga bắt đầu phản công lớn ở Kursk. Cuộc phản công của Nga ở Kursk diễn ra sau 5 tuần Ukraine tập kích khu vực này. Mục đích của Nga được cho là chia rẽ các lực lượng Ukraine trước khi phản công quy mô lớn hơn. Trong khi đó, ở chiều đối diện, phát biểu tại một hội nghị ở Kiev, Tổng thống Zelensky cho biết có 40.000 binh sĩ Nga đang chiến đấu ở tỉnh Kursk. Theo ông Zelensky, cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh biên giới Kursk của Nga đã làm chậm bước tiến của Moscow ở miền đông Ukraine. Một binh sĩ tham chiến đã nói rằng các công sự của Nga được xây dựng rất tốt, kết hợp nhiều biện pháp phòng thủ khác nhau, ví dụ như đặt mìn bên dưới chứng ngại vật chống tăng, được gọi là răng rồng. Toàn bộ nhóm của Anh, 4 binh sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, đã hoàn toàn kiệt sức Họ nằm trong số những đơn vị đầu tiên vượt biên vào Nga, được giao nhiệm vụ giả phá bom mìn và tháo dỡ các tuyến phòng thủ trước khi các đơn vị bộ binh và pháo binh Ukraine đến đó. Họ đã dành 2 tuần bên trong Kursk làm việc không ngừng nghỉ, tranh thủ ngủ vài tiếng ở đây và ở đó luôn trong tình trạng cảnh giác. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISVK tại Mỹ nhận định, Nga đang triển khai một số đơn vị dày dặn kinh nghiệm chiến đấu hơn tới Kursk. Điều này trái ngược với tuyên bố trước đây của Ukraine rằng họ chỉ phải đối mặt với những lính nghĩa vụ trẻ tuổi của Nga trong thời gian đầu được kích vào Kursk. Và mới đây nhất, lực lượng vệ binh quốc gia Nga thông báo, trinh sát trên không đã xác định chính xác vị trí của các trạm tác chiến điện tử vô tuyến và cứ điểm của đối phương, sử dụng xe tăng T-72B3M, hệ thống tên lửa chống tăng Kornet và súng cối 2B11. Lực lượng đặc nhiệm Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine. Cuộc tấn công được xác nhận bằng cảnh quay từ một máy bay không người lái. Lực lượng vệ binh quốc gia Nga cho biết thêm, kết quả của cuộc tấn công là quân đội Ukraine thiệt hại tới 50 binh sĩ, 5 cứ điểm tạm thời của đối phương và 3 trạm tác chiến điện tử vô tuyến đã bị phá hủy. Ngoài ra, các phương tiện tác chiến điện tử vô tuyến của lực lượng đặc nhiệm vệ binh quốc gia đã chế áp 16 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV và 9 máy bay không người lái FPV của đối phương đã bị hạ gục bằng vũ khí hạng nhẹ. Lực lượng Nga cũng xác nhận các đơn vị tại tỉnh biên giới Kursk của Nga tiếp tục phát hiện và loại bỏ các vị trí ngụy trang của binh sĩ và thiết bị quân sự Ukraine. Thiếu tướng Apti Alodinov. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự của lực lượng vũ trang Nga, kiêm chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat nói rằng lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề do cuộc phản công của Nga ở khu vực này. Thiếu tướng Apti Alodinov cho biết thêm, lực lượng vũ trang Ukraine đang rút binh sĩ từ các hướng khác để tái triển khai đến Kursk, nhưng lực lượng này đang cạn kiệt. Với lực lượng ít ỏi của mình, rất khó để Ukraine vừa giữ vững Kursk vừa phòng thủ tốt ở miền đông nước này. Trong lúc Kiev tiến đánh Kursk một cách mơ hồ thì tại tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 2 rất mạnh của Nga đang tiến vững chắc về Pokrovsk, thành trì quan trọng của Ukraine, án ngữ nhiều tuyến đường quan trọng. Quân đội Nga đã phá vỡ từng bước hệ thống phòng ngự của Ukraine quanh Pokrovsk. Trung tâm chiến lược quốc phòng của Ukraine giải thích, tình hình ở khu vực phía nam trên đường Pokrovsk vẫn cực kỳ khó khăn, đối phương đã thiết lập được lợi thế về số lượng trong khu vực này. hơn một tháng sau khi Ukraine tiến hành đột kích lớn chưa từng có vào tỉnh Kursk ở miền tây nước Nga. Quân đội Nga đã bắt đầu phản công ngủ ạt, với mục tiêu cuối cùng là đẩy lùi đối phương ra khỏi khu vực biên giới. Trong cuộc họp báo gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận thông tin về cuộc phản công của Nga, đồng thời cho biết mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Ukraine. Ông Zelensky không cung cấp thêm chi tiết những diễn biến mới này xảy ra trong bối cảnh Ukraine đang kêu gọi các đối tác phương Tây dỡ bỏ hạn chế đối với các tên lửa tầm xa mà họ được cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Tổng thống Zelensky ước tính, tính đến đầu tháng 9 năm 2024, Nga đã điều động hàng chục nghìn binh sĩ để đối phó với cuộc tấn công của Ukraine tại tỉnh Kursk. Dù chưa rõ số lượng binh sĩ Nga tham gia cuộc phản công, nhưng Moscow được cho là đã triển khai một số đơn vị từ Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 155, Trung đoàn Nhảy dù 51 và 56. Theo nhà phân tích Kastehenmi, Nga dường như vẫn có đủ lực lượng để duy trì các cuộc tấn công cả ở Kursk và ở Donetsk, miền đông Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cũng cho rằng Nga có thể xem xét chuyển thêm các đơn vị có năng lực hơn từ Ukraine để ứng phó với chiến dịch xâm nhập Kursk. Vẫn chưa rõ, giới chức Nga có đánh giá rằng các lực lượng hiện tại ở Kursk gồm lính nghĩa vụ, các đơn vị không chính quy cùng những đơn vị chính quy và tinh nhuệ nhỏ có thể đẩy lùi thành công Ukraine ra khỏi khu vực hay không. Đồng tình với quan điểm trên, Dara Masikos, một học giả quốc phòng tại Quỹ Energy vì Hòa bình Quốc tế nhận định, Nga đã tái triển khai lực lượng từ nhiều nơi dọc theo tuyến đầu để hỗ trợ Kursk, nhưng lực lượng tại đây vẫn còn rất khác biệt về chất lượng và số lượng. Trong khi đó, hiện nay, Thủ tướng nước Olaf Scholz tái khẳng định lập trường Berlin sẽ không gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine, bất chấp việc một số nước phương Tây đang nới lỏng khả năng sử dụng loại vũ khí này cho Kiev. Ông Scholz khẳng định khi được hỏi về vấn đề trên trong một buổi họp báo Đức đã đưa ra quyết định rõ ràng về việc sẽ làm gì và không làm gì. Quyết định đó sẽ không đổi. Theo đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chê trách phương Tây sợ hãi đến mức không dám bàn việc có nên bắn hạ vũ khí đường không của Nga giúp Ukraine hay không. Ông Zelensky khẳng định nếu các đồng minh đã hiệp lực bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái giúp Israel ở Trung Đông, thì tại sao vẫn chưa có quyết định tương tự về việc cùng nhau bắn hạ tên lửa Nga và drone xa hết trên bầu trời Ukraine? Họ sợ đến mức không dám nói. Chúng tôi đang xem xét. Trong một bài đăng trên Telegram, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Ivan Kubrakov cho biết một cuộc tập trận quân sự đã được tổ chức tại vùng Brest, nằm giáp biên giới Ukraine và Ba Lan, xuất phát từ những diễn biến ở vùng Kurs của Nga. Theo ông Kubrakov, nội dung cuộc tập trận là các hoạt động chiến đấu và thực hành chống lại các nhóm phá hoại. tờ Ukrainska Pravda dẫn lời ông Kubrakov. Mục đích chính là đảm bảo an toàn cho người dân bằng cách ngăn chặn phiến quân xâm phạm các khu định cư. Các đối tượng cần bị loại bỏ trước khi tiến đến Brest. Ông Piotr Tarkhunich, chủ tịch ủy ban điều hành khu vực Brest, cũng cho biết, điều quan trọng là phải chuẩn bị cho người dân trước khả năng những nhóm vũ trang từ các nước láng giềng tấn công. Trong khi đó, cuộc tấn công Kursk đã không giúp Ukraine bao vây hoặc xóa sổ một số lượng lớn đơn vị chiến đấu của Nga. Thay vào đó, Kiev đang mất đi nhiều binh sĩ, vũ khí và bị suy giảm khả năng chống đỡ ở những mặt trận khác còn nga đang tranh thủ cơ hội đạt được những bước tiến lớn ở donbass theo viện nghiên cứu chiến tranh isvk tại mỹ các lực lượng nga đã bắt đầu phát động phản công ở Kursk nhằm giành lại quyền kiểm soát những khu vực bị ukraine chiếm đóng song isvk cho rằng còn quá sớm để đưa ra những kết luận về hiệu quả từ các cuộc phản công mới của nga về phía nga tổng thống nga vladimir putin cảnh báo moscow sẽ không ngồi yên nếu phương tây bật đèn xanh cho ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ chính của nước này ông putin nêu cảnh báo đây không phải là chuyện có cho phép Ukraine tấn công Nga bằng những vũ khí tầm xa hay không. Đây là việc các quốc gia NATO có quyết định liệu trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột quân sự hay không. Hãng tin Reuters bình luận, đây là phát ngôn cứng rắn nhất của ông Putin đối với phương Tây. Ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh, nếu quyết định trên được đưa ra, nó đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của các nước NATO, Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc xung đột ở Ukraine. Đây sẽ là sự tham gia trực tiếp của họ. Và tất nhiên, điều này sẽ thay đổi đáng kể bản chất cuộc xung đột. Trước tình huống đó, Nga sẽ buộc phải đưa ra những biện pháp phù hợp với các mối đe dọa mới. Tổng thống Putin không nêu rõ những biện pháp đó có thể là gì, nhưng trước đây, ông đã nói về phương án trang bị vũ khí cho những kẻ thù của phương Tây để tổn hại lợi ích của các nước này ở nước ngoài. Mỹ lo sợ trước những thành công của quân đội Nga trên chiến trường nên muốn cho phép Ukraine tấn công bằng vũ khí tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Nhận định trên là của tiến sĩ Jim Beth Doctorow, thuộc Đại học Columbia, một chuyên gia về Nga và quan hệ quốc tế cho biết trên kênh YouTube Jukin Freedom, ông Dr. Rowe nói, lập trường ban đầu của Mỹ và lý do thay đổi của nước này có liên quan đến những thành công của quân đội Nga trên tiền tuyến ở Donbass. Ông lưu ý, trong tháng này, quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ vào các căn cứ nơi các chuyên gia của lực lượng vũ trang Ukraine được huấn luyện. Theo ông, cuộc tấn công vào Poltava khiến hàng chục binh sĩ Ukraine thiệt mạng là phản ứng của Nga trước các bước đi thách thức của Washington. Tiến sĩ Dr. Rowe nói thêm, chúng ta đang tiến lên những nước thang căng thẳng, nhưng điều này không liên quan nhiều đến những gì Tổng thống Zelensky muốn đạt được vì lợi ích của đất nước. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, vấn đề cho phép chính quyền Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga vẫn đang được giải quyết. Chính quyền Mỹ vẫn còn nhiều do dự, đặc biệt chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Atak MS của Mỹ để tấn công Nga. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, không có loại vũ khí nào một mình có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột và Ukraine cần sử dụng các loại vũ khí đang có để kết hợp tấn công. Giới tình báo Mỹ cũng cảnh báo Nga có thể đáp trả Mỹ bằng nhiều cách, từ gia tăng căng thẳng xung đột cho đến việc hỗ trợ Iran tấn công lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Về phía Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua nhấn mạnh các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga phải được dỡ bỏ. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo rằng Mỹ và Anh có thể sớm thay đổi chính sách cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa. Nếu phương Tây có kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế chỉ trong phạm vi mà Nga thích nghi, thì đây chỉ là một quyết định hoàn toàn mang tính chính trị nhằm giảm bớt áp lực từ các đồng minh. Tổng thống Zelensky nói thêm rằng, ông muốn các đồng minh cho phép tấn công tầm xa bằng vũ khí phương Tây như một chiến lược giành chiến thắng cho Ukraine, chứ không phải một chiến lược chính trị. Cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022, hiện Nga kiểm soát hơn 18% lãnh thổ Ukraine. Tổng cục tình báo quân đội Ukraine GUR tuyên bố đặc nhiệm trực thuộc cơ quan này đã bắn rơi tiêm kích hạng nặng Su-30SM của không quân Hải quân Nga trong chiến dịch tấn công giàn khoan dầu trên biển đen, song không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng. GUR công bố video từ máy bay không người lái UAV trinh sát cho thấy phi cơ có hình dáng giống tiêm kích Su-30SM đang quần thảo trên bầu trời. Trong cảnh quay sau đó, một nguồn nhiệt lớn bay ngang qua UAV kèm theo vệt khói phía sau. Tuy nhiên, video không ghi lại cảnh máy bay trúng tên lửa. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này trước đó công bố thông tin, Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại quyền kiểm soát giàn khoan Krim 2 ở Biển Đen. Chưa có bằng chứng cho thấy thông tin phía Nga công bố và việc Su-30SM bị Ukraine bắn rơi có liên quan tới nhau. Su-30SM là phiên bản mới nhất của chiến đấu cơ Su-30, trang bị hai động cơ và có hai chỗ ngồi do tập đoàn Su Khôi của Nga sản xuất. Tốc độ tối đa của máy bay là 2.100 km/h và phạm vi hoạt động là 3.000 km. Các bộ phận chính của máy bay chiến đấu Su-30SM như radar, động cơ và hệ thống tác chiến điện tử được hợp nhất với các bộ phận của máy bay chiến đấu Su-35S giúp Su-30SM tăng đáng kể các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật. Vũ khí của máy bay chiến đấu Su-30SM là súng tự động GSH-301 30mm với cơ số đạn 150 viên. Ngoài ra, tiêm kích này cũng có khả năng mang tới 10 giá treo vũ khí bao gồm tên lửa dẫn đường tầm trung, tên lửa hành trình chống hạm và bom dẫn đường UMPK. Su-30SM còn có thể thực hiện các cuộc tấn công trên đất liền và trên biển, cũng có thể thực hiện các sứ mệnh chống tác chiến điện tử và cảnh báo sớm. Sức mạnh của máy bay được đánh giá là tiệm cận với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, chỉ thua đôi chút so với Su-35 phiên bản đời đầu, trong khi có giá cả dễ chịu hơn. Không quân Hải quân Nga nhiều lần điều động tiêm kích Su-30SM, MiG-29K đánh chặn xuồng cao tốc chở lính đặc nhiệm và xuồng cảm tử không người lái Ukraine triển khai trên biển Đen. Các máy bay Nga thường hoạt động gần mặt biển và sử dụng pháo tự động 30mm để công kích mục tiêu, phương án được đánh giá là phù hợp để đối phó với xuồng cỡ nhỏ trên biển. Nhưng điều này cũng khiến chúng dễ tổn thương bởi manpass của đối phương. Nga kiểm soát các giàn khoan trên biển đen sau khi sắp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3 năm 2014, động thái bị Ukraine và nhiều bên phản đối. Giới chuyên gia phương Tây nhận định các công trình này có thể phục vụ cho quân đội Nga trong đó có hoạt động giám sát, liên lạc và phòng không thông tin Kiev đã sử dụng hầu hết các tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật Atak mà Mỹ cấp cho khiến các quan chức lầu năm góc đau đầu. CNN dẫn lời hai quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Ukraine đã sử dụng hầu hết các tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật Atak mà Mỹ chuyển giao cho mình. Lầu năm góc không có khả năng liên tục bổ sung kho dự trữ của Kiev do số lượng tên lửa này có hạn. CNN dẫn lời một trong những đại diện của Nhà Trắng khẳng định, mặc dù đã tham vấn với các đồng minh và nhiều lần nhận được yêu cầu từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chính quyền ông Biden không mong đợi bất kỳ thay đổi nào trong chính sách attack MS. Ngoài ra, Washington đã chuyển một số lượng lớn tên lửa attack MS cho Kiev và đến nay gần như họ đã dùng cạn kiệt. Sẽ không có các đợt giao hàng mới nào trong thời điểm này do kho dự trữ tên lửa này tại Mỹ có hạn. Theo kênh truyền hình này, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không thay đổi chính sách liên quan đến việc sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ trên lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Newsweek dẫn nhận định từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington, Mỹ cho hay Nga đang triển khai nhiều đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu hơn trước đây nhằm ứng phó với cuộc xâm nhập vào vùng Kursk của Ukraine. Bản đồ do ISV công bố đã cho thấy tình hình mới nhất tại khu vực này. Theo ISV, bằng chứng trực quan cho thấy Nga hiện đang điều động các đơn vị có quy mô đại đội để phản công. Bản đánh giá mới đây của ISV tiết lộ, các blogger quân sự ủng hộ Nga cho biết các nhóm thuộc Trung đoàn Nhảy Dù số 56 và Lữ đoàn Bộ binh Hải quân Cận vệ số 155 của Nga đã tham gia vào cuộc phản công của Moscow. Kép đồng thời lưu ý, một blogger quân sự hé lộ về sự tham gia của bộ binh hải quân Nga và các nhóm chiến thuật tiểu đoàn trên không, vốn chưa từng được triển khai quy mô lớn trên chiến trường kể từ giữa năm 2022. Trong các cảnh quay vị trí địa lý, một số nhóm thuộc trung đoàn nhảy dù số 51 của Nga đang tiến hành các cuộc tấn công cơ giới ở phía bắc làng Snagos, cách biên giới 6 dặm, tức khoảng gần 9,7 km. Một trong những bản đồ mới nhất của Kép đánh dấu bước tiến được báo cáo này của Nga cũng như các cuộc tấn công tại phía đông nam Septukhoka và tuyên bố của các blogger quân sự rằng lực lượng của Moscow đã giành lại quyền kiểm soát 10 ngôi làng. Cầu Crimea đã xuống cấp về mặt kết cấu sau các cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Ukraine. Cầu Crimea đóng vai trò là tuyến đường cung cấp quan trọng cho lực lượng Nga và là tuyến đường bộ duy nhất nối Nga với bán đảo Crimea. Cây cầu nói trên được hoàn thành vào năm 2018, 4 năm sau khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Mới đây, Ukrainska Pravda dẫn thông tin từ tổ chức trung tâm báo chí điều tra của Anh cho biết, Nga đang lắp đặt hàng rào kim loại gần cầu Kerch ở Crimea để bảo vệ các trụ cầu bê tông khỏi các cuộc tấn công của xuồng cảm tử và tàu lặn cảm tử của Ukraine. Chiều dài của những hàng rào này hiện là khoảng 600 mét. Ngoài ra, tổ chức trên cho hay, Nga dường như đã triển khai các khối bê tông và các cấu trúc kim loại giống như răng rồng được hàn lại với nhau tại khu vực vùng biển gần cây cầu. Các hệ thống phòng không của Nga đã được phát hiện ở phía nam đảo Tuzla bao gồm hệ thống phòng không tự hành Panzer S1 được triển khai dưới cầu. Ngoài ra, ở phía bên kia của hòn đảo, Nga dường như triển khai một dãy các tấm phản xạ góc cạnh giúp tăng cường hoạt động của các hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Các khối tứ diện kim loại này có khả năng đóng vai trò là mồi nhử cho tên lửa và vũ khí không người lái của Ukraine. Nga đồng thời triển khai khoảng 10 trạm quan sát, súng máy và vị trí phòng không dọc theo bờ phía nam của cầu Kerch và chúng được phủ lưới ngụy trang. Kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ vào năm 2022, Nga cáo buộc Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR đã hai lần tiến hành tập kích cầu Crimea nhưng chỉ phá hủy được một làn đường và Moscow sau đó đã nhanh chóng khắc phục để nối lại lưu thông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói với truyền thông Đức rằng việc phá hủy cầu Crimea là điều mà chúng tôi rất mong muốn, khẳng định đây là mục tiêu quân sự hợp pháp. Phía Ukraine nhận định vũ khí của phương Tây sẽ giúp nước này đánh sập cầu Crimea nhanh hơn. Tập đoàn máy bay thống nhất của Nga UAC đã đưa ra một đề xuất hấp dẫn để hợp tác với New Delhi để sản xuất vận tải cơ Isiulin IL-76MD-90A ngay tại Ấn Độ. Tập đoàn máy bay thống nhất của Nga UAC đề ra sáng kiến này nhằm giúp Ấn Độ sản xuất mới vận tải cơ hiện đại IL-76MD-90A để thay thế cho phi đội 17 chiếc IL-76MD vốn được mua vào những năm thập niên 1980. Sự tương đồng giữa IL-76MD-90A và các mẫu IL-76MD cũ hơn có thể giúp không quân Ấn Độ chuyển đổi dễ dàng hơn. Hiện tại, phi đội IL-76MD của không quân Ấn Độ đã trở nên lỗi thời, từ đó hạn chế khả năng hoạt động. Phiên bản IL-76MD-90A mới sẽ giúp New Delhi tăng cường năng lực vận tải chiến lược. IL-76MD-90A được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển khí tài quân sự, binh sĩ cùng các phương tiện hạng nặng khác. Máy bay có thể vận chuyển từ 126 đến 145 lính dù và vũ khí trong các chiến dịch quân sự. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng để vận chuyển thương bệnh binh hoặc dùng dập các đám cháy rừng. IL 76 MD 90A có trọng lượng cất cánh tối đa 210 tấn, chiều dài 46,6m, chiều cao 24,76m, sải cánh 50,5m. Máy bay được trang bị 4 động cơ phản lực, cho phép bay với vận tốc tối đa từ 820 km h đến 850 km h khi chở hàng là từ 410 km h đến 540 km h Trần bay là từ 9.000m đến 12.000m. Nếu Ấn Độ cân nhắc việc đồng sản xuất máy bay IL-76MD-90A với Nga, hoạt động sản xuất có thể sẽ gặp phải những rào cản đáng kể do các lệnh trừng phạt kinh tế đang diễn ra đối với Nga, đặc biệt là các lệnh trừng phạt do các quốc gia phương Tây áp đặt nhằm hạn chế quyền tiếp cận của Nga đối với các thành phần hàng không quan trọng, công nghệ và hệ thống tài chính. Điều này có khả năng làm gián đoạn nguồn cung các bộ phận thiết yếu cần thiết cho sản xuất máy bay. Được biết, nhiều hệ thống hàng không vũ trụ trong máy bay Nga như thiết bị điện tử hàng không, thiết bị dẫn đường và một số vật liệu như vật liệu composite, sợi carbon có nguồn gốc từ các nhà sản xuất châu Âu hoặc Mỹ. Với các lệnh trừng phạt hiện tại, Nga đang phải vật lộn hơn bao giờ hết để mua các thành phần công nghệ cao này. Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ hoặc buộc phải sử dụng các sản phẩm thay thế không tối ưu, có khả năng gây ảnh hưởng đến hiệu suất và độ an toàn. Tại diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 ngày 13 tháng 9, thượng tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân khẳng định, đối thoại là giải pháp duy nhất cho các cuộc xung đột như tại gaza và ukraine hiện nay phát biểu tại lễ khai mạc người đứng đầu bộ quốc phòng trung quốc khẳng định để giải quyết các điểm nóng như cuộc khủng hoảng tại ukraine và xung đột giữa israel palestine thúc đẩy hòa bình và đối thoại là giải pháp duy nhất ông khẳng định không có bên thắng cuộc trong bất kỳ cuộc xung đột nào và việc đối đầu sẽ không mang đến kết cục ông nhấn mạnh càng xung đột càng không nên từ bỏ đối thoại và tham vấn theo ông hòa giải sẽ giúp chấm dứt mọi xung đột theo bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc các nước lớn phải đi đầu trong việc bảo vệ an ninh toàn cầu từ bỏ tư duy bên được tất cả bên mất tất cả và kiềm chế không bắt nạt những nước nhỏ và yếu ông đồng nhấn mạnh trong một thế giới đa cực không ai có thể đủ khả năng trở thành người ngoài cuộc hoặc người đứng ngoài cuộc các quốc gia bất kể lớn hay nhỏ phát triển hay đang phát triển đều phải có quyền bình đẳng trong việc tham gia vào các vấn đề quốc tế và lên tiếng về nhu cầu của mình đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình quan chức trung quốc cho biết bắc kinh sẽ thúc đẩy quan hệ quân sự với các nước trong khu vực Đồng thời làm sâu sắc và mở rộng quan hệ quân sự với các nước đang phát triển trên mọi phương diện. Ông cho biết, để giải quyết căng thẳng trong khu vực, các nước trong khu vực nên tìm kiếm sức mạnh thông qua sự thống nhất và tự lực cánh sinh vì hòa bình của chính mình. Ông đồng tuyên bố, chúng ta nên gạt bỏ sự kiêu ngạo và định kiến, không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, không bao giờ vi phạm quyền và lợi ích của các quốc gia khác. Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 với chủ đề chính: Cùng xây dựng hòa bình, cùng chia sẻ tương lai. Có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo bộ quốc phòng, quân đội, chuyên gia, học giả đến từ nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế. Diễn đàn lần này gồm 4 phiên toàn thể: Hợp tác an ninh và sự phồn vinh, ổn định của khu vực châu Á Thái Bình Dương, đa cực hóa và trật tự quốc tế đang biến đổi, Nam bán cầu và sự phát triển hòa bình của thế giới, các cơ chế quốc tế và quản trị an ninh toàn cầu và 8 phiên đặc biệt đồng thời. Trong ngày qua, lực lượng mặt đất của Nga được hỗ trợ bởi pháo binh và không quân đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của ukraine gần các khu định cư mikhailovka tchekaskaya Konopenka và destiatoye oktiabria quân đội kiev cố gắng tiến về các làng malaya lognia korenevo kremianoye và martinovka nhưng cũng bị đẩy lùi tuyên bố cho biết thêm bộ quốc phòng nga nhấn mạnh các hoạt động trinh sát và tìm kiếm trong các khu vực rừng rậm để truy tìm và loại bỏ các nhóm phá hoại của đối phương đang cố gắng tấn công sâu hơn vào lãnh thổ nga vẫn đang tiếp diễn. Theo tuyên bố, quân đội, pháo binh và không quân Nga đã tấn công dữ dội vào các vị trí của Ukraine tại hơn một chục địa điểm ở tỉnh Kursk. Các cuộc không kích và tên lửa cũng đã được thực hiện nhằm vào các khu tập trung quân sự và lính quân sự tư nhân nước ngoài tại tỉnh Sumy của Ukraine, nơi giáp danh với Nga. Bên cạnh đó, nhà khoa học chính trị Nga Vadim Mingalev đã chỉ ra sự tổn thất nhanh chóng lực lượng tinh nhuệ nhất của Ukraine ở vùng Kursk. Chuyên gia trên cho biết, khu vực Kursk giống như một cái bẫy đối với lực lượng vũ trang tinh nhuệ nhất của Ukraine. Theo ông Mingalev, không chỉ có các lữ đoàn đổ bộ đường không tấn công số 80 và 82 được đưa đến đó, mà còn có lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo, lực lượng đặc nhiệm của cơ quan an ninh Ukraine và tất nhiên là cả lực lượng lính quân sự tư nhân tinh nhuệ nhất cũng có mặt. Chuyên gia cho biết đây là những lực lượng nghiêm túc được chuẩn bị tốt nhất. Tuy nhiên, họ đã bị rút khỏi mọi mặt trận, gồm Donbass, từ hướng Zaporizhia, từ hướng Kherson. Ông Mingalev lưu ý hiện tại Kiev buộc phải bịt lỗ hổng ở nhiều khu vực bằng lực lượng được huy động, những người được đào tạo kém. Điều này sẽ dẫn đến những tổn thất to lớn trong lực lượng vũ trang Ukraine AFU. Chuyên gia cho rằng Ukraine vẫn còn đủ lực lượng dự bị, nhưng lực lượng này sẽ không đủ cho toàn bộ chiều dài của mặt trận. Liên quan đến tổn thất của Ukraine ở tỉnh Kursk, Thiếu tướng Arti Alodinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, Phó trưởng ban quân sự chính trị của Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết, phía Ukraine đã giúp các lính quân sự tư nhân nước ngoài khỏi khu vực Kursk Do họ đã hứng chịu những tổn thất nặng nề. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đơn đặt hàng và việc sản xuất vũ khí của phương Tây, trong đó có cả những thiết bị có tuổi đời hàng chục năm và thậm chí đã bị ngừng sản xuất. Tuy nhiên, xung đột đã làm dấy lên mối lo ngại trên khắp phương Tây rằng quân đội của họ không có đủ đạn dược và trang thiết bị nếu bị một cường quốc như Nga tấn công. Chưa kể, nhiều loại vũ khí đặc biệt quan trọng đang bị thiếu hụt một cách đáng lo ngại. Phương Tây cố gắng đẩy nhanh quá trình sản xuất nhưng các chuyên gia cho rằng sản lượng vũ khí vẫn chưa đủ để cung cấp cho họ chứ chưa nói đến ukraine jan kalberg thành viên cấp cao tại trung tâm phân tích chính sách châu âu cho biết doanh số bán vũ khí tăng vọt đây là điều mà tôi chưa từng chứng kiến kể từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt trong khi đó xuất phát từ một câu lạc bộ nơi nga brazil ấn độ và trung quốc tương tác sau đó nam phi gia nhập khiến brics hình thành ban đầu tổ chức brics không phải là một thế lực có khả năng gây ảnh hưởng toàn cầu nhưng bây giờ khi ai cập ả rập xê út Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã tham gia. Khối lập tức trở thành một lực hấp dẫn mạnh mẽ. Tờ báo lưu ý rằng tổ chức hiện tại có định dạng BRICS cộng sẽ sớm bao gồm thổ nhĩ kỳ, một thành viên NATO, một số nước OPEC và nhiều cường quốc trong khu vực. Câu lạc bộ đã trở nên một tổ chức quốc tế đáng gờm, nhanh chóng mở rộng và củng cố ảnh hưởng. Hiện tại, BRICS có cơ hội tạo ra một tập đoàn kim loại chiến lược cho lĩnh vực sản xuất vũ khí bởi vì Nga, Brazil, Trung Quốc và Nam Phi là những nước chủ chốt trong lĩnh vực khai thác kim loại trên thế giới. Nếu Cộng hòa Congo tham gia câu lạc bộ, trữ lượng coban khổng lồ của nước này sẽ được bổ sung vào tổng tài nguyên. Còn trường hợp Chile tham gia, đồng và lithium sẽ trở thành một phần tài nguyên của BRICS. Khi đó, câu lạc bộ sẽ có vẻ như nắm thế độc quyền về nguyên liệu thô cho các tấm pin mặt trời, tua pin gió, xe điện và hệ thống vũ khí. Rõ ràng phương Tây đối diện viễn cảnh mất khả năng sản xuất tất cả những thứ này. Một tổ chức nắm thế chi phối về kim loại hiếm không chỉ định giá cho cuộc cách mạng năng lượng mà còn đặt ra triển vọng hiện đại hóa vũ khí. Ấn phẩm này đi đến kết luận rằng những nỗ lực của phương Tây nhằm phá hủy mối quan hệ giữa các đối thủ của họ đang gây phản tác dụng. Việc buôn bán vàng đang phát triển và hàng loạt trung gian đã xuất hiện, thu lợi từ những lệnh trừng phạt. Đồng thời, việc mở rộng hơn nữa tổ chức BRICS có thể dẫn đến việc thành lập một khối kinh tế riêng biệt, trong đó ảnh hưởng của phương Tây sẽ ở mức tối thiểu, các phương tiện truyền thông tóm tắt. Các cuộc giao tranh tại Kursk đang diễn ra ác liệt sau khi Nga phát động cuộc phản công nhằm đẩy lùi quân đội Ukraine. Trang tin avia.pro đưa tin, sau các đòn áp đảo ban đầu của Nga, Ukraine đang củng cố lực lượng và tích cực chống trả, làm chậm tốc độ tiến công của Moscow. Mục tiêu chính của lực lượng Nga trong giai đoạn này là kiểm soát được khu định cư quan trọng Lyubimovka. Bất chấp việc ngôi làng bị bao vây từ ba phía, lực lượng Ukraine đang nỗ lực giữ vững phòng thủ và ngăn chặn quân đội Nga xâm nhập vào khu định cư. Các cuộc tấn công của Nga vào Lyubimovka vẫn tiếp tục diễn ra với mục đích cuối cùng là xoay chuyển tình thế có lợi cho họ. Phóng viên chiến trường Podolyaka của Nga cho biết, mặc dù chúng tôi đã tấn công khá mạnh, trong đó có cả việc triển khai các đơn vị mới vào khu định cư quan trọng Lyubimovka và bao vây từ ba phía, nhưng đối phương đã ngăn chặn các nhóm tấn công của chúng tôi và tiếp tục giữ khu định cư này. Nhiều khả năng chúng tôi sẽ tiếp tục tiến công bóp nghẹt lực lượng Ukraine. Theo phóng viên này, ở một khu vực khác của mặt trận, Ukraine cũng đang cố gắng kháng cự mạnh mẽ. Kiev đã điều động lực lượng mới là các đơn vị tấn công tinh nhuệ từ khu vực Sumy đến để đánh trả quân đội Nga ở Gluskovo. Mục tiêu của Ukraine là tiếp cận ga đường sắt Gluskovo. Điều này có thể giúp họ bao vây các đơn vị Nga. Bất chấp mọi cố gắng, quân đội Ukraine vẫn chưa kiểm soát được khu vực Gluskovo. Tình hình vẫn khó khăn cho cả hai bên. Việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử EVK trên các xe bọc thép đã làm phức tạp đáng kể hoạt động của các máy bay không người lái UAV của Nga. Ngoài ra, các đơn vị Ukraine còn tích cực sử dụng tình báo tín hiệu SIGINT giúp phát hiện nhanh chóng các UAV lớn của Nga và chỉ đạo các máy bay không người lái bắn hạ chúng. Điều này khiến quân đội Nga mất tai mắt trên chiến trường, gặp khó khăn khi phối hợp tấn công vào các vị trí của đối phương. Trong khi đó, theo thông tin từ Tokko, các đơn vị Nga vẫn đang tích cực tiến hành các hoạt động phản công và giành lại ngày càng nhiều các khu định cư ở vùng biên giới Kursk. Tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine gần Pokrovsky và Tolstoy đã thực sự sụp đổ máy bay chiến đấu của Nga đang tiếp tục tìm kiếm và loại bỏ hiệu quả các đơn vị Ukraine đang cố gắng ẩn náu trong rừng. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Nga đã để lùi hai cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Phanaseyevka và Sinagos. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa qua cho biết lực lượng Ukraine đang dần bị đẩy lùi khỏi Kursk và sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn. Telegraph cũng dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga đẩy lùi các lực lượng Ukraine ra khỏi vùng lãnh thổ Kursk trước ngày 1 tháng 10 tới. Trái lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch của nước này ở Kursk vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, ông Zelensky thừa nhận Nga đã bắt đầu các hoạt động phản công cục bộ mang tính chiến thuật và có thể đã đạt được những bước tiến nhỏ ở Kursk. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý nhiều khả năng Nga sẽ tiếp tục củng cố lực lượng để tiến hành một cuộc phản công có chủ đích hơn.